trùng Mai Thúy Columbia hống hách như thế nào. Bị dân nghèo chặn đường, chẳng nói chẳng rằng đánh đập người ta không thở nổi. Đàn em đẩy xe ô tô sang một bên. Đây chính là ông trùng George Lara của bọn chúng. Không ai là không sợ hắn, đúng thật là hung hăng. Khi hắn về nhà, hắn muốn bơi để làm nóng người trước. Nhưng khi đang bơi thì hắn bỗng nhìn thấy đồng hồ của mình. Vậy nên hắn lặn xuống nhặt. Khi hắn sắp chạm vào nó thì một người mặc đồ đen xuất hiện. Anh ghì chặt lấy hắn, khiến hắn không thở nổi. Hắn nhanh chóng chất vì ngạt thở. Tên trùng không còn ở tư thế bơi nữa mà nổi lên trên mặt nước. Vệ sĩ giám sát đi qua nhìn thấy. Nhưng sau đó người mặc đồ đen nắm lấy hai cánh tay của tên trùm. Anh giả động tác của người đang bơi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người mặc đồ đen nhanh chóng rời khỏi đó. Anh đổi quần áo trong nhà kho. Người giúp việc mang quần áo đến hồ bơi thì thấy tên trùm nổi trên mặt nước. Đàn em nhanh chóng nhảy xuống cứu hắn. Tất cả đàn em lần lượt chạy vào trong nhà. Nhưng sát thủ đã nhân cơ hội lẻn ra ngoài từ cửa sau nhà bếp. Chỉ cho rằng ông trùm bị ngạt nước một cách vô lý. Anh hói đến cây cầu lớn, tính toán thời gian và chờ tàu thủy do mình sắp xếp đi qua. Và thế là anh đã bỏ trốn không để lại dấu vết. Anh hói về một bến đò bí ẩn và tặng người ở đó một chai rượu. Sau đó anh lái thuyền rời khỏi đó, vừa đi vừa ngắm cảnh chiều muộn tuyệt đẹp. Sau đó anh về địa bàn của mình. Đó là một biệt thự sâu trong rừng. Anh là một sát thủ thợ máy. Không ngại bóp cò nhưng anh lại giỏi tạo chuyện ngoài ý muốn hơn. Hay còn gọi là vu oan giá họa cho người khác. Khiến cho mục tiêu của mình ra đi mà thần không biết quỷ không hay. Giống như tin tức này đây, trùng Mai Thúy Columbia ngạt nước chất ngoài ý muốn. Công việc của anh không tồn tại một chút tình cảm nào. Đây là người trung gian tên Harry. Ông cũng là bạn của anh hói. Ông phụ trách đưa tiền thù lao cho anh hói. Hói ca đến chỗ ăn chơi trong thành phố. Một cô em xinh tươi chủ động lao vào vòng tay anh. Anh hói lộ ra nụ cười. Ai muốn xem cảnh sau phải đăng ký kênh bật chuông thông báo thì Queen mới gửi cho nha. Không lâu sau anh lại nhận được một nhiệm vụ. Nhưng sau khi mở máy tính lên thì lại là người trung gian của anh. Cũng chính là Harry. Anh hói không hành động ngay mà làm rõ mọi chuyện trước. Anh gọi điện cho cấp trên ở công ty rồi bay đến thành phố khác. Cấp trên giải thích với anh rằng, sau tháng trước họ nhận được một nhiệm vụ rất quan trọng, nên họ cử 5 người bay đến thành phố Cape Town ở Nam Phi. Mất tới 6 tháng để sắp xếp bố trí. Nhưng đến nay cả 5 người đều đã bị sát hại. Trong đó có người mà anh hói quen. Đó là người đàn ông đeo kính này. Mà người biết về nhiệm vụ chi tiết chỉ có 2 người. Một người là cấp trên Dean. Người thứ hai là Harry. Dean đã điều tra tình trạng tài chính của Harry. Gã đã tìm thấy lịch sử giao dịch ở nước ngoài. 2 tuần trước có gần 3 triệu đô đã được chuyển vào tài khoản. Harry đã già rồi. Hơn nữa còn nợ nần chồng chất. Ông còn có một thằng con trai thích tiêu tiền. Dean cũng không muốn làm đến bước này. Harry cũng là một trong những người gã tôn kính nhất. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc. Harry phải bị loại bỏ ngay lập tức. Anh hói muốn nói chuyện với Harry trước. Gã biết mối quan hệ của hai người. Nhưng Harry đã không còn đường lui rồi. Ông còn sống ngày nào thì công ty sẽ gặp nguy hiểm ngày đó. Họ đều mong anh hói sẽ là người giải quyết chuyện này. Vì không muốn để Harry phải chịu sự đau đớn không cần thiết. Anh hói về nhà điều tra tin tức. Sự thật đúng như những gì cấp trên nói. Hôm đó Harry nhận được một cuộc điện thoại. Ra khỏi tòa nhà đó đi Harry. Họ sẽ đến chỗ ông tối nay. Dean, mang theo tất cả những thứ chống lại họ và ra khỏi đó đi. Harry làm theo kế hoạch của anh hói. Ông dùng kéo cắt đứt nguồn điện. Sau đó đi vào thang máy chuyên dụng. Ông đi theo chỉ dẫn của anh hói đến được bãi đỗ xe ở tầng dưới. Chiếc xe của ông lại ở chỗ đó. Hơn nữa trên cửa kính còn có lỗ đạn. Đến khi anh hói xuất hiện, Harry cũng hiểu ra mọi chuyện. Đây là hiện trường do anh hói dựng lên. Anh đến để kết liễu ông. Ông cũng biết lý do là vì chuyện ở Cape Town. Ông lấy khẩu súng yêu thích của mình. Khẩu súng này đã gắn bó với ông 33 năm. Bên trên khắc dòng chữ, trời không phụ người có lòng. Ông biết hôm nay khó mà thoát khỏi cái chết. Tôi đã bắn thử vài viên rồi. Có giảm thanh, bọn chúng cướp súng của tôi. Đây chính là đời người. Chí ít thì tôi cũng không chết như một tên hèn nhát. Harry biết dù cho không phải anh hói thì cấp trên cũng sẽ cử người khác đến. Nói chung hôm nay ông chắc chắn phải ra đi. Hai người bạn thân thiết từ biệt nhau. Trước mộ Harry có một chàng trai đang tưởng niệm. Cậu chính là đứa con trai đáng thất vọng của ông. Chàng trai tên là Steve. Họ cùng về nhà của cha Steve. Vì số tiết kiệm của Harry không có tiền nên ngân hàng đã tịch thu nhà của ông. Một người thích tiêu tiền và gây chuyện như Steve sắp không xu dính túi. Nhưng cậu yêu thương cha của mình. Loại người nào lại ra tay với người ngồi xe lăn chứ? Steve phải làm một chuyện. Đó chính là tìm ra hung thủ để báo thù cho cha. Cậu nghe nhạc hay, uống rượu ngon, luyện súng khắp nhà không gây tay.
dù sao nơi này cũng sắp không thuộc về cậu nữa. Ban đêm, Steve đỗ xe tải ở bên đường. Một tên cướp xe đe dọa cậu, nhưng Steve không có manh mối gì nên định điều tra từ đầu phố. Cậu cố tình ôm cây đợi thỏ ở đó. Cậu đánh đập tên cướp xe dã man và còn định kết liễu hắn. Đúng lúc đó anh Hói xuất hiện ngăn cậu lại. Anh lật người tên cướp lại rồi nhắc nhở hắn. Nếu có người hỏi thì bảo mày bị ngã. Đừng để chúng tao tới tìm mày. Thay vì ngu ngốc đợi cơ hội giết người, chi bằng vẽ hồng tâm sau lưng mình luôn. Steve tìm đến anh Hói. Cậu muốn trở thành một sát thủ. Cậu biết chuyện giữa cha mình và anh. Cha tôi là người hướng dẫn anh. Ông ấy chọn anh thay vì tôi. Bây giờ ông ấy yên phận rồi và chẳng để lại một cách nào cho tôi. Tôi nghĩ người anh nợ bây giờ đó chính là tôi. Steve nói nghe rất có lý nhưng anh Hói đã từ chối cậu. Khi về nhà anh nghĩ đi nghĩ lại rồi gọi điện cho Steve. Anh chuẩn bị kéo cậu xuống lửa. Nếu không sớm muộn gì cậu cũng sẽ cho anh đi đời. Anh để Steve nuôi một con chó. Công việc của tôi không được có bất kỳ cảm xúc nào hết. Cảm xúc muốn báo thù sẽ dẫn đến cái chết của cậu. Nên đừng có làm chuyện ngu ngốc như tôi mấy hôm trước. Anh Hói để Steve mang theo con chó đến quán cà phê mỗi ngày. Cậu gọi một ly cà phê đen, ngồi bên cạnh cửa sổ vuốt ve con chó. Ngày nào cũng phải làm như thế, kiên trì đến bước tiếp theo của kế hoạch. Anh Hói dẫn Steve đi tập luyện bắn súng. Đây là kỹ năng thiết yếu của một sát thủ. Và thế là ngày nào cũng dắt chó rồi đi uống cà phê. Ngày nào cậu cũng luyện bắn súng. Xong việc này rồi lại đến việc kia. Anh Hói dẫn Steve theo làm nhiệm vụ. Mục tiêu là tên buôn mai thúy này. Bọn chúng thương lượng với người mua rằng, khi tên buôn mai thúy đếm tiền, anh Hói rút thắt lưng của hắn ra. Anh siết chặt cổ hắn không có sức chống trả. Cuối cùng hắn dễ dàng bị giết chết. Sau đó anh tạo hiện trường tự sát giả. Anh Hói đưa Steve về nhà. Lại có thêm một nhiệm vụ nữa. Mục tiêu của họ là người đàn ông trong quán cà phê. Hắn ta tên là Buck, là sát thủ thợ máy của tổ chức khác. Người bình thường không thể tiếp cận gã. Nhưng Buck có hai điểm yếu. Một là chó chihuahua, hai là trai trẻ. Buck hẹn cậu đến quán rượu uống một ly. Anh Hói chuẩn bị thuốc độc. Chỉ cần một giọt cũng khiến con người choáng váng. Sáu giọt sẽ khiến tim gan ngừng đập. Anh Hói bảo Steve ra tay ở quán rượu. Anh dặn cậu phải ra tay gọn lẹ và sạch sẽ. Hơn nữa lần này cậu phải hoàn thành nhiệm vụ một mình. Trong quán rượu bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Khi Buck đi vệ sinh rõ ràng Steve đã có được cơ hội rất dễ dàng. Nhưng cậu nhớ tới anh Hói, cậu cũng muốn chính tay giết chết gã. Bọn họ về nhà của Buck. Trong một phút mất cảnh giác cậu lấy thắt lưng siết chặt gã. Nhưng cậu không hề phải là đối thủ của hắn. Buck chỉ cần dùng hao ba chiêu đã bắt được cậu như vờn mèo con. Gã ném cậu lăn từ bên này sang bên kia. Cũng không biết cậu lấy đâu ra dũng khí lại muốn giống như anh Hói. Muốn siết cổ đối phương một cách đơn giản nhưng đau đớn. Nhưng đây không phải tìm cái chết thì là gì. Đúng là hết thuốc chữa mà. Nhưng có lẽ vì là cậu có hào quang nhân vật chính nên sẽ được vị tha. Cậu nhặt tua vít lên và đâm Buck. Chỉ tung hai chiêu đã khiến gã lảo đảo rồi. Buck là sát thủ thợ máy của tổ chức khác. Nhưng gã là một người hệ chân tay chứ nói đến não thì không có. Vậy nên mới bị tên lính mới tiêu diệt. Đúng là rước họa về cho anh Hói mà. Tôi đã bảo cậu phải xử lý sạch sẽ chứ. Sau khi lấy tiền thù lao hai người đến quán rượu, đương nhiên anh Hói đã có dự tính trong lòng. Tôi đi trước đây. Bên này Steve cũng có gái chủ động bám lấy. Nhớ là phải đăng ký kênh Queen mới gửi cho coi tiếp nha. Chuyện huấn luyện người mới của anh Hói đã đến tai cấp trên. Nhưng cấp trên chỉ nhắc nhở anh đó là con trai của Harry. Và nhiệm vụ tiếp theo là một người đàn ông. Mọi người thường gọi hắn là giáo chủ Andrew Van. Tôi không phải giáo chủ. Tôi không theo tôn giáo nào cả. Tôi ở tầng lớp cao hơn chúng. Và Van chính là một tên lừa đảo. Hắn đã kiếm được vài trăm nghìn đô. Hai thầy trò đến Chicago. Và họ muốn tìm cơ hội tạo cái chết một cách tự nhiên. Hai người vượt nóc băng tường, trèo lên bên ngoài phòng của Van. Họ lắp đặt vài chiếc camera ẩn ở đó, giám sát nhất cử nhất động của hắn ta. Hôm đó bọn họ bắt đầu hành động, trèo lên tòa nhà cao tầng trước rồi chui xuống ống khói. Sau khi khoan một tấm kính thì luồn camera mini vào trong tiếp tục quan sát. Khi Van tiêm thuốc kích thích, vệ sĩ của hắn ra ngoài gọi điện thoại. Hai thầy trò lập tức xông vào. Steve bịt mũi miệng của hắn. Kế hoạch ban đầu là muốn tiêm một mũi adrenaline, nhưng thuốc kích thích của hắn lại có tác dụng triệt tiêu, nên hai người chỉ đành làm thế này, khiến cho người đàn ông muốn thay đổi thế giới này kết thúc đời người tại đây. Sau đó họ nhanh chóng quay về chỗ kính đã khoan.
Tên vệ sĩ quay lại thì Van đã ra đi ngoài ý muốn. Hắn ta gọi tất cả mọi người đến để chứng kiến. Khi đang dọn dẹp thì dụng của Steve bị rơi ra. Office lăn vài vòng. Và tên vệ sĩ đến trước tấm kính. Dường như đây không phải là chuyện ngoài ý muốn. Xem ra chỉ đành liều mạng rồi. Đối phương tấn công bằng súng. Steve chui ra ngoài từ lỗ thông gió. Anh hói không hoảng hốt gì cả mà đợi vệ sĩ đến rồi đánh nhau với chúng. Sau khi hạ gục được tất cả đám tay sai, anh nhặt một khẩu súng rồi bóp cò liên tiếp, nhảy ra khỏi cửa sổ, chia nhau xử lý gọn gàng từng đối thủ một. Hai người lại tụ hợp với nhau, nhảy xuống từ tầng cao bằng dây thừng đã chuẩn bị từ trước. Họ dừng lại ở tầng đã định trong kế hoạch và đập cửa sổ nhảy vào. Bọn chúng đang tìm hai người đàn ông. Cậu bay chuyến nối tuyến, tôi sẽ bay riêng. Sau khi anh hói đến sân bay và một người đàn ông đeo kính thu hút sự chú ý của anh hói bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Và người này không phải đã chết rồi sao? Năm người đều đã bị giết cả. Nếu vậy thì lẽ nào bạn tốt Harry của anh đã bị hãm hại? Anh hói bám theo cả đoạn đường đi. Trên xe anh khó lòng buông tha. Lúc nào xe chạy? Chắc là 15 phút nữa. Vậy thì đủ thời gian cho chúng ta rồi. Hai người đều là sát thủ thợ máy. Đương nhiên là không ai sợ ai. Thì ra cấp trên đi chuyển cho gã một khoản để gã giết chết 4 người còn lại. Sau đó bảo hắn giả chết rồi biến mất. Mà Harry lại nghi ngờ lần thất bại này. Ông định vạch trần chuyện đó nên nhất định phải bị loại bỏ. Anh hói đã bị tổ chức lừa gạt. Anh đã tự tay hạ sát người vừa là thầy vừa là bạn Harry. Trong lòng anh không còn gì đau đớn hơn nữa. Hai sát thủ thợ máy bắt đầu ra tay, lao vào đánh nhau trong không gian chật hẹp của chiếc xe bus. Cuối cùng gã bị ngã ra ngoài xe và bị một chiếc xe vừa kịp lúc đi tới. Và chắc chắn không có điều kỳ diệu xảy ra. Chuyển cảnh bên này anh hói đến bên sông. Người bạn ngồi ở đây nhiều năm đã không còn nữa. Đây chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Quả nhiên vài phút sau một nhóm trang bị vũ khí xông vào. Xem ra tổ chức cử người đến loại bỏ anh hói. Nhưng đáng tiếc hói ca đã lên kế hoạch từ trước đó rồi. Kể cả có vũ trang mạnh hơn thì cũng vô ích thôi. Anh hói gọi điện cho Steve. Nghe rằng có vẻ đằng sau đã bị địch tới và khống chế. Anh nhắc nhở cậu học trò ở trên sofa. Có một khẩu súng dưới tấm thảm bên trái. Chốt an toàn của nó đang bật. Luyện tập cực khổ mấy tháng lại thêm có gen của Harry. Steve cũng dùng súng rất điêu luyện. Biết được mình đã bị lừa. Anh hói chuẩn bị liều một trận. Anh bảo Steve đi lấy vũ khí. Nhưng Steve bỗng phát hiện ra khẩu súng đã theo cha mình 33 năm. Trong lòng Steve cảm thấy rối bời. Lẽ nào anh hói chính là sát thủ đã hạ sát cha anh sao? Hai người lên con thuyền nhỏ, chuẩn bị kế hoạch xử đẹp tên cấp trên. Họ tìm đến luật sư của Dean và bắt người nhà của anh ta đi. Anh hói muốn biết Dean đang ở đâu. Anh kéo con gái của luật sư đến phòng bếp. Tra khảo rồi cho tay cô vào trong máy nghiền thịt. Luật sư không dám bán đứng Dean. Cho đến khi tay con gái bị ấn xuống thì anh ta mới hét lên địa chỉ của Dean. Và may mắn thay dưới máy chỉ là một miếng thịt. Nếu không con gái sẽ hận cha mình cả đời. Nhận điện thoại của anh hói. Dean muốn dùng 1 triệu đô để giải quyết chuyện này. Nhưng Dean không ngờ anh hói không hề có hứng thú với tiền. Một tên sát thủ giết người không gây tay, lại sống dậy lương tâm muốn bảo thù. Nếu đã như vậy Dean bảo anh hãy cẩn thận. Nhưng gã không biết anh hói đã lẻn vào tòa nhà rồi. Trong này rất nhiều vệ sĩ tới bảo vệ gã. Anh hói và Steve bắt đầu hành động. Đoàn xe của Dean ra khỏi tổ chức. Steve cướp 2 chiếc xe bus. Xem ra anh hói đã sớm lên kế hoạch cẩn thận. Xe hơi màu xanh nhả khói đâm thẳng vào đoàn xe của Dean. Qua ra ngõ hẹp, anh hói và phía đối thủ bị động lao vào đấu súng quyết liệt. Sau đó anh đổi sang một chiếc xe lớn và đâm mạnh về phía đối thủ. Trước mặt đoàn xe, Steve sớm đã chuẩn bị nhảy khỏi xe bus. Xe dẫn đoàn đâm vào trong xe buýt và nổ ở đuôi xe. Nếu anh hói là kẻ thù giết cha, thì người giật dây chắc chắn là Dean. Vậy nên gã mới là kẻ thù lớn nhất của cậu. Gã định quay đầu xe bỏ chạy, nhưng nhận ra đã bị tấn công cả trước lẫn sau rồi. Dean đã bị loại bỏ hoàn toàn.
bọn họ không nói nhiều lời mà nghiêm túc nổ súng. Sau này không còn cấp trên nữa, và anh Hói chuẩn bị mai danh ẩn tích. Hai người nói cười vui vẻ. Chính vào lúc này, anh Hói nhìn thấy khẩu súng ở eo Steve. Anh đột ngột nhận ra Steve đã nghi ngờ mình rồi. Và Steve muốn tiếp tục duy trì làm nghề sát thủ này. Vì cái chốt của cha, trong lòng cậu có một nỗi hận không thể buông bỏ. Cậu muốn tiếp tục giết những kẻ ác. Hai người đến một trạm xăng. Và Steve muốn đi mua đồ. Cậu cho vòi bơm xăng vào xe và định đi vào quán bán đồ. Khi đi vào trong quán, cậu đổi vị trí vòi bơm xăng. Xăng nhanh chóng chảy xuống phía dưới. Steve sải bước dài rời đi. Đến sau bức tường, anh liên tục bóp còi khẩu súng của cha mình, nhắm vào xăng đang chảy lênh láng dưới xe. Cậu không thể tha cho kẻ đã hạ sát cha mình được. Mối thù lớn này nhất định phải báo. Về đến nhà của anh Hói, Steve quyết định hưởng thụ tất cả mọi thứ của anh. Đầu tiên là bóc tem siêu xe này. Và anh Hói chưa từng để cậu chạm vào chiếc xe đó. Nhưng sau khi cậu lái xe đi vài phút, Steve nhìn thấy lá thư ở ghế phụ. Bên trên viết gửi Steve. Nếu cậu đọc được cái này thì cậu sẽ đi đời là cái chắc rồi. Và siêu xe lập tức hòa vào mây khói. Steve báo thù không sai, chỉ có thể nói cậu đã chọc nhầm người. Trong trạm xăng, cảnh sát xem camera an ninh. Cạnh chiếc xe bị phát nổ có một người đàn ông thoát ẩn thoát hiện. Cảnh sát xem lại nhiều lần và xác nhận đó đúng là một người. Anh Hói không bị nổ chết. Anh sớm đã dự đoán được tất cả. Nếu không thì sao anh là sát thủ số 1 thế giới được chứ? Kế hoạch của anh vẫn không thay đổi. Anh đã chuẩn bị cho mình lên núi mai danh ẩn tích sống những ngày hạnh phúc cùng các em gái xinh tươi. Phần 1 của bộ phim Sát thủ thợ máy đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để sớm nhận video mới nhất từ Queen nha. Hẹn gặp lại các khán giả thân yêu vào các review tiếp theo.